Rồi sáng sớm mà khách đang lựa một con máy anh em. Đây, một con máy DC-70 này cập sức mới đó. Bây giờ chạy ra cho khách coi. Để cho mình với khách nha anh em. Đây, khách mua cái máy 70. Rồi bây giờ bắt đầu em chạy ra làm sao, tiến hành là bảo dưỡng cho con này luôn. Rồi, chào anh em nha. Bây giờ anh em bắt đầu tiến hành là bảo dưỡng con máy này đây ha. Mới vừa lột ra tức thì luôn. Rồi, bắt đầu về vệ sinh một đống gom trong đây ha. Đó. Rồi bây giờ anh em bắt đầu tiến hành mở ra hết vệ sinh này anh em. Đang chà động cơ nó đây ha. Thời giờ nha. Máy này mới mở ra thì số đây, số chưa tách ra nào luôn. Giờ mới tách ra. Bao như vậy luôn ha. Rồi máy này bữa nay tới đây rồi nha anh em. Hộp số đang chuẩn bị gắp vô đây. Chuẩn bị gom phốt rồi. Đây, nguyên cái dòng mới luôn. Thay vô luôn anh em. Máy chậm chậm. Đây nè ha. Mặt đạn trong hộp số. Mà mấy bằng hộp số này em bao làm nha. Máy này miễn phí. Đó. Làm cho anh em đã tiết kiệm ra luôn. Đây ha. Rồi giờ con máy này bắt đầu hoàn thành rồi nha anh em. Giờ máy có thể giao luôn rồi đó. Gắn cặp xích mới chầm chầm luôn ha. Làm hết trơn luôn rồi. Còn đây chưa sơn, chuẩn bị sơn. Bùn lúa đây. À, máy này giờ em đã hoàn tất rồi nha anh em. Máy này đi Nghệ An có cặp xích mới luôn. Đây ha. Giờ chỉ còn chờ xe vô là lên máy luôn. Rồi chào anh em nha, bây giờ bắt đầu lên máy về Nghệ An nha anh em. Đây một con máy đang chuẩn bị giao về Nghệ An. Máy này em có làm bảo dưỡng đầy đủ rồi, em có quay video clip phía sau á. Qua xe kia. Xe kia thì em đã lên một chiếc máy cài rồi ha. Rồi xong hoàn thành. Cảm ơn em nhiều nha. Chúc anh em luôn nhiều sức khỏe. Đây là cái địa chỉ của công ty mình ha, là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đồng Hồ tỉnh Vĩnh Long ha. Thì đây có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha. Ở phía bên đó tòa nhà trắng trắng thì xa xa kia ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.